Thì em về em mới nói với mẹ em là em bảo mẹ hôm qua có thằng kẻ ngu lắm mẹ, mới gặp lần đầu tiên mà đưa con 500.000 cho tiền công. Như vậy thì sao ta, có thấy được những cái tật xấu của nhau không hay là bây giờ vẫn còn màu hồng dữ lắm? Hiện tại em thấy nó cũng còn màu hồng nữa. Có cái tật xấu lớn nhất là anh say vô là anh ngáy dữ lắm, em ngủ không được. Cái nữa là ảnh nhiều khi ảnh khô khan quá. Và bây giờ cặp đôi thứ hai sẽ mang đến cho chúng ta những điều gì thú vị trong chương trình ngày hôm nay? Tiếp đây, mời quý vị khán giả dành một tràng pháo tay đón chào cặp đôi này. Mời em giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và chào quý vị quan khách. Em tên là Xuân Đạo, em nay 29 tuổi, em đến từ Quảng Ngãi. Đạo. Công việc của Xuân Đạo là gì? Dạ em làm nghề điện công nghiệp. Rồi, mời em. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, chào quý khán giả. Em tên là Mỹ Hạnh, hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng. Em 29 tuổi và em cùng quê với ông xã luôn. Dạ. Hiện tại thì hai vợ chồng em đang sinh sống ở Sài Gòn, lập nghiệp ở trong này. Hai em là yêu nhau là ở Quảng Ngãi hay là tại thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, nói chung là gặp ở Sài Gòn, rồi qua là đứa em của vợ giới thiệu. Nó kêu là để nó mà làm mai cho, chứ em cũng không biết là hôm đó có sự có hiện của ông xã. Em chỉ xuống nhà em chơi bình thường thôi. Thì nó bảo là chị ơi lát nữa có cái anh này xuống chơi nè. Thì em bảo thì ừ thì cũng chơi vô đây. Thì lúc đó em cũng có đi để em mua gà rồi về làm cháo rồi đó cho mấy anh em nhà nhậu. Thì ông này tới nè. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên mà khi mà em gặp anh này thì... Không có ấn tượng gì luôn anh. Tại vì ổng hồi đó hả, ổng ốm, ổng đen mà ổng xấu lắm. Nhìn ổng sao nó xấu xao, đại loại là em không có hề có ấn tượng gì hết. Còn em thì sao em? Lần đầu tiên gặp vợ thì nói chung là nhìn người cao ráo to, mấy anh em trong nhà rất là vui. Nên vô là ấn tượng đầu tiên là được thích cái điều đó. Lúc đó xong thì đang ngồi nhậu về đó thì em thấy karaoke. Em thấy người ta hát thằng xóm, em bảo là mà em thì rất thích hát karaoke. Xong rủ, cái em bảo là ước gì vợ có ai rủ mình đi karaoke. Cái ông này thì ổng tự tin giọng hát của ổng lắm anh. Cái ông kêu ừ thích thì đi. Cái nhậu xong cái rủ nhau đi karaoke. Có nhớ là cái ngày đó em hát bài gì không? Hôm đó là em hát bài Nếu Là Anh. Để em lấy cái tiếng hát cho người mà bạn gái mình hiểu. Và em nghe nói, xong nói ra cho mình luôn. Tại rất là run cho nên không có nói chuyện được nhiều. Nếu là anh. Để hát thử vài câu coi cái từ ngôn từ ý nghĩa sao. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Hay quá. Giọng giống Di Mạnh. Trời ơi. Em nghe giống Di Mạnh không? Nói thiệt bây giờ em mới thấy gần ảnh hát giống ca sĩ, chứ hồi đó em không có nghe luôn. Tại vì lúc đó là cái cảm giác là em cũng đang bị thất tình. Nên là khi vô phòng karaoke em ngồi em nhậu thôi. Lúc đó tính tiền thì ảnh có đưa cho em 500 ngàn để góp. Thì em về em mới nói với mẹ em là em bảo mẹ hôm qua có thằng kẻ ngu lắm mẹ, mới gặp lần đầu tiên mà đưa con 500 ngàn cho tiền công. Thế là mẹ em nó cũng cười và hỏi số thằng nào dạy gái dữ vậy. Rồi xong rồi bẵng đi thời gian đâu liên lạc với em. Em nghĩ là chắc lúc đó là đứt rồi, không liên lạc gì hết. Khoảng tháng sau thì thấy ổng nhắn tin Zalo cho em. Ủa mà cho sao em lại là vắng là giãn cách luôn một tháng. Giãn cách một tháng. Vợ con lúc đó làm bên ngân hàng. Con thì làm nghề, con đi học nghề con lên á. Thì đôi khi mình mà cảm khi không đi học. Thì làm nghề đi lên. Thì bắt đầu em của vợ thì cứ bảo em thì liên hệ với chị đi. Có gì chị không sao đâu, nghề của chị như vậy thôi chứ anh đừng có mặc cảm. Hồi đến bao giờ thì tụi em mới yêu nhau? Cái giai đoạn mà ảnh cua em á, thật ra em không có ưa gì ảnh hết á. Tại vì em nói là lúc đó em đang thất tình mà, nên em chả chắc muốn quen ai nữa hết á. Nói chung là em muốn chấm dứt hết, em có cái dự định riêng của em rồi. Thì ổng cứ ngày nào cũng qua nhà em ngồi. Rồi ổng qua hả, ổng sửa nhà cho em nha. Ổng đóng móc, đóng đồ, ổng làm cầu thang, cầu đồ, ổng làm tội lắm, mẹ em cưng ổng lắm, mẹ ổng thương lắm. Mà em thì lúc đó em không cảm giác gì hết. Tại lúc đó em còn nói chung là em không còn niềm tin nữa. Em không muốn quen ai nữa. Nên là khi mà anh này anh đến thì nói chung là xui cho anh thôi. Trước đó là em đã có dự định riêng, em nói dự định riêng của em là em quyết định đi du học rồi. Em không có muốn dướng bận đến ảnh. Em cũng không muốn ràng buộc ảnh, tại vì em đi là 2 năm. Và em xác định là sau 2 năm đó em sẽ học tiếp và em học tiếp. Em xác định là em ở bển luôn, em không có định về. Nhưng mà ảnh cứ theo. Thì thôi anh bảo là thôi cưới đi. Thì lúc đó mới quyết định cưới. Lúc đó mẹ vợ hỏi là dạ chuẩn bị hạnh đi á, con có chịu được nổi hay không? Thì bắt đầu hai đứa thổi xong rồi con quyết định là thôi mẹ cho chân phép hai con cưới. Nói chung là hạnh đi thì cũng gì tương lai hai đứa thôi. Cưới xong rồi em đi học? Dạ cưới xong 2 tháng em đi. Em đi học 2 năm.
Dạ. Đi học ở đâu? Dạ, Nhật. À, đi học ở Nhật hả? Dạ. Vậy là em mới về đây hả? Em mới về được gần 2 tháng. Mới về đây được gần 2 tháng thôi? Dạ. Về là đăng ký tham gia chương trình liền luôn. Có nghĩa là hai vợ chồng là chính thức là gọi là đoàn yêu viên xa. Là đâu được có 5 tháng, đúng không? Dạ đúng rồi, sống với nhau được 5 tháng. Cưới xong có kịp đăng ký kết hôn không? Dạ, nói chung là lúc đó là em cũng còn thử thách anh lắm. Với lại lúc đó tình cảm em nói thật là dành cho anh chưa có nhiều. Nói chung mà có thương thôi chứ gọi là để mà yêu mà gắn bó suốt đời thì nó vẫn còn là một khoảng cách mong manh lắm. Nên là em chưa đăng ký kết hôn vội. Em đi xong cho đến một năm sau em về thì mới đăng ký kết hôn. Vậy thì trong 2 năm đó chắc có lẽ là cái người ở lại chắc là nhớ nhung dữ lắm đúng không? Khổ lắm. Khổ lắm mà. Để anh kể cái hành trình khổ lên chị nghe. Thì lúc mà bay qua xong đó là bắt đầu về nói chung cũng khóc cũng tủi. Bắt đầu cái hành trình là đi học thì sáng là ở bên mình là 5 giờ. Bên vợ sẽ là 7 giờ. Cho nên là 5 giờ em sẽ dậy. Em sẽ báo thức. Rồi giờ dậy là chuẩn bị đồ đạc rồi bắt đầu 5:30 bắt đầu đi. 5:30 tự hành trình là bắt đầu gọi bên Messenger Facebook á. Gọi dẫn đi từ 5:30 là dẫn đi ra ga của tàu điện ngầm á là hết gần 6 giờ. Bắt đầu 6 giờ là cúp nguồn, là chỉ nhắn tin thôi là mít tới 6:30. 6:30 xong bắt đầu gọi lại xong là dẫn tới trường tới 7 giờ bắt đầu học. Vậy đó, ngày nào cũng như ngày nào. Dạ, rồi sáng nào cũng vậy. Rồi 12 giờ anh lại gọi anh dẫn em về nói chuyện. Trên lúc mà em đi bộ ra ga hoặc là từ ga về nhà thì anh sẽ gọi. Một năm sau khi mà em đi qua Nhật, lúc em về phép chơi á, là mới đăng ký kết hôn. Là lúc đó là em đã yêu ảnh. Dạ như đúng là... rồi, lúc đó tình cảm nó đã nhiều hơn nữa. Đó là một năm trời xa nhau là lúc đó em cảm thấy yêu ảnh nhiều. Dạ, hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Mới ở chung với nhau được đó. Được có 5 tháng thôi đó, còn mới đây là mới có 2 tháng thôi. Dạ. Như vậy thì sao ta, có thấy được những cái tật xấu của nhau không? Hay là bây giờ vẫn còn màu hồng dữ lắm? Hiện tại em thấy nó cũng còn màu hồng nữa. Có cái tật xấu lớn nhất là anh say vô là anh ngáy dữ lắm. Em ngủ không được. À. Cái nữa là ảnh nhiều khi ảnh khô khan quá. Ảnh ví dụ như là ảnh cứ chăn chắc và thật thà quá. Nên là ảnh nhiều khi anh thiếu yếu tố lãng mạn. Làm không mà im im làm không có nói. Nhưng mà em là ở xa như vậy rồi. Em thì ở Việt Nam trong thời gian 2 năm. Em có khi nào em ghen không? Dạ không. Mình tin tưởng chồng và vợ dạ mình rồi thì mình á. Không bao giờ anh mình ghen. Vậy em có nghĩ đó là cái tật xấu không? Nhiều lúc em cũng buồn chứ. Ví dụ như những hôm mà em ở bển em đi chơi đó, có những người bạn Nhật của em á rủ đi chơi thì cũng có đi chơi ăn uống hát hò này nọ. Em bảo em về em cũng kể anh, em cố tình em kể, em bảo em đi chơi với cái anh đó này kia kia nọ, anh nó chưa vợ này kia kia nọ, nó vui tính này kia kia nọ, hài hước gì đó. Thấy anh đó bảo là thấy em cũng vui này kia kia nọ, ổng không nói gì luôn. Ổng kêu thì đi được thì đi, vui chứ sao đâu. Rồi ổng không nói gì hết. Dù cho em đã chọc tức cảnh lên được cái ngưỡng cửa là cao nhất luôn rồi mà vẫn không ghen. Nhưng mà em thì ghen cực kỳ. chưa tới. À, bây giờ tới phần của Đạo nè. Dạ. Kể cho anh nghe thật xấu của con. Xấu của vợ thì mỗi lần đi ra ngoài đường á, cái vợ áo là móc rúng á. Gì? Móc cái rúng. Vợ áo lên móc cái rúng á chị. À, bị ghi móc rúng à. Người em ngại lắm. Đi tới đường đông mà may được có khẩu trang chứ không là ngại chết luôn. Trời đất ơi. Rồi sao này? rồi ghen sao, vợ ghen sao? Tự thừa nhận là ghen luôn đó. Nói chung ai nhắc tới người yêu cũ của anh là em đã điên lên. Em về em cứ em nhắc lại là em hay cấu xé hay là em cứ nhằn cái vấn đề đó hoài vậy đó. Thế là em thường hay có cái tính sở hữu. Nói chung là của mình là của mình. Giờ em có nóng tính không? Dạ cực kỳ nóng luôn. Cực kỳ nóng. Dạ. Rồi á, giờ em có tự quyết định mọi chuyện trong gia đình không? Quyết định cái gì có hỏi em không? Dạ nói chung quyết định vấn đề gì thì vợ sẽ hỏi. Rồi hai chồng bàn luận xong rồi bắt đầu quyết định. À, chứ là không tự quyết định khi mà không có ý kiến của em. Dạ. Rồi Đạo có mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì? Chỉ mong vợ là bớt nóng những cái tính nhỏ nhặt nhất thôi. Lúc nổi nóng này không giải quyết được vấn đề gì. Dạ, còn chỉ vậy thôi. Nhiều thôi. Dạ. Bớt nóng thôi. Rồi còn em? Chồng em thì giờ em thấy như vậy là ảnh cũng được lắm rồi. Nhưng mà em cũng có một cái mong ảnh thay đổi là có thể hiểu em tí hiếu. Tại vì hiện tại là em sống với mẹ, là mẹ của em á, thì nói chung em là chị hai từ nhỏ rồi, ba em mất sớm từ nhỏ rồi, nên là hầu như em là cái trụ trong gia đình rồi. Nên là có những cái vấn đề mà giữa mẹ với ảnh á, em ở giữa em rất là khó xử. Nhiều lúc ảnh cứ nói giỡn là anh giống như làm dâu vậy đó. Thì cái câu nói đó làm cho em rất là buồn. Thực ra em cũng không có muốn ảnh phải chịu cái thân phận đó. Và em hy vọng là ảnh có thể xem mẹ em như là em vậy đó, để có thể là chăm sóc mẹ em tốt hơn. Với lại ảnh có thể mạnh mẽ hơn tí xíu. Nhiều lúc em thấy ảnh yếu đuối quá. Ảnh không cái những cái vấn đề thường là em phải quyết định, em phải lo lắng hết trong gia đình. Nên là nhiều lúc em cũng thấy hơi mệt mỏi. Em có thể là hy vọng là ảnh có thể làm một bờ vai cho em.
Em thấy sao cưng? Tôi nói thì em sẽ làm được. Tại vì chị rất hiểu tâm trạng của vợ em. Đối với chị làm như chị cảm giác chị nợ bố mẹ chị nhiều lắm. Có nghĩa là giờ bố mẹ còn sống, ngày nào là mình phải hết lòng bố mẹ ngày đó. Rất may mắn là chị có một người chồng coi bố mẹ chị giống như là bố mẹ ruột của ảnh vậy. Thì thành ra là chị rất là dễ xử. Cho nên rằng nếu mà vợ em cũng được như vậy thì chắc có lẽ là cô ấy sẽ bớt nóng tính. Chị nghĩ là như vậy, đúng không? Dạ. Đó, thì thành ra là em cho cái tình cảm của em dành tình cảm cho ba mẹ là cái em được sẽ nhiều lắm. Chứ còn em không có mất cái gì hết. Em được thôi, ha. Rồi, cảm ơn chào em. Cô này là hay coi nhà con chơi, thì lúc đó là con thì nó đã lớn rồi. Sau đó thì qua chơi thì rồi là mình cho ăn rồi mình tắm rửa. Mà ngộ lắm, ngày xưa ông này ông còn bắt nạt mẹ con nữa cơ. Ông không có tán con, ông không cua con mà ông cua bố mẹ con không à? Mấy nhạc Toshiba điều khiển từ xa, giặt giũ thả ga. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào đôi vợ chồng này. Chào hai bạn đến với chương trình Vợ Son nha. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Quân xin chào cô Hồng Vân. Chào anh Khu Thuận. Em tên là Tự. Em đến từ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em 34 tuổi ạ. Công việc của Tự là gì? Hiện tại thì em đang làm giám đốc chi nhánh của một công ty chuyên bên xây dựng nhà phố, đó là công ty xây dựng kiến trúc Việt Quang. Rồi, mời vợ của Tự. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Mỹ Duyên, năm nay con 23 tuổi. Công việc hiện tại của con là ở nhà nội trợ và giúp chồng làm kế toán cho công ty. Nghe cái giọng của hai vợ chồng này, anh đoán là đồng hương. Dạ, đúng chính xác. Là quê của em ở đâu? Quê của em là ở Thanh Hóa. Hai bạn là vào trong đây lâu chưa? Em học hết lớp 12 là vào học đại học ở dưới Đồng Nai. Môi trường Sài Gòn thì em cũng mới làm việc là được 3 năm rồi lại đây thôi. Trước đây? Trước đó thì em là làm ở Đồng Nai, dạ, đúng không? Làm ở dưới Đồng Nai. Cơ duyên nào em gặp được vợ em? Gặp ở Đồng Nai hay là gặp ở Sài Gòn? Vợ em là hàng xóm của em ngoài quê. Nhà hai tụi con là gần sát nhau luôn. Bố chồng của con ấy ngày trước đặt tên cho con luôn, làm cha đỡ đầu của con luôn. Nhà anh không có con gái nên là có con lúc đấy là đang bé xíu xíu à. Là qua bên nhà anh chơi là bố mẹ chăm sóc như con đẻ vậy á. À, như vậy là đặt sẵn từ xí ngầu với mình đi đó. Từ nhỏ đúng không? Hai cha mẹ biết nhau rồi đặt để luôn. Như vậy là từ nhỏ là con đó là đã qua nhà anh Tự coi như là chơi và sinh hoạt ở bên nhà anh Tự như nhà mình rồi, đúng không? Dạ. Mà lúc đó là anh Tự là 18 tuổi đúng không? Dạ. 18 tuổi là con 6 tuổi. Dạ. Đúng không? Hoặc thậm chí là lúc con 2-3 tuổi đi. Dạ, đúng rồi, con bé xíu à. Bé xíu thì thậm chí lúc đó là anh Tự là còn phải trông em nữa. Con nhớ hồi còn bé là cô này là hay coi nhà con chơi, thì lúc đó là con thì nó đã lớn rồi. Sau đó thì qua chơi thì giống như là cháu rồi em cháu của nhà vậy đó. Rồi là mình cho ăn rồi mình tắm rửa. Này lớn mình hẹn giáp. Vậy thì mẹ của con á với anh Tự á là có lớn hơn nhau nhiều không? Dạ, mẹ con hơn anh Tự có 10 tuổi à. Mà ngộ lắm, ngày xưa ông này ông còn bắt nạt mẹ con nữa cơ. Ôi rồi ôi. Dạ. Thế gọi bằng chị hay gọi bằng cô? Quê quê gọi bằng thím. Bằng thím. Dạ. Nhưng rồi, mà hồi mẹ con chưa có lấy bố con á là ông này ông bắt nạt mẹ con. Úi giời ơi. Trước kia là bà ngoại, có nghĩa là người thân sinh ra vợ con này, thì khi đó là chưa có lập gia đình, thường là đi cắt cỏ hoặc là chăn trâu ngang ngò, thì mình khi đó thì cũng cái tuổi đôi mươi mà cũng nghịch, rồi ra rồi chặn đường rồi mấy cái trò nghịch của thanh thiếu niên nhà thế con ngày đó. Đến khi nào thì Tự mới phát hiện rằng là cái cô bé hàng xóm của mình dễ thương, đáng yêu? Học xong cấp 3 thì em vào học đại học trong Đồng Nai. Một năm là mình phải về quê thăm gia đình thăm gia đình một lần. Và những cái dịp thăm gia đình đó thì những cái năm đầu tiên thì không có để ý cô này, bởi vì là đang còn bé xíu à, cũng không có chơi với nhau nữa. Đến khi mà cô này bắt đầu học lên lớp 9, mặc cái áo dài màu trắng, tóc rất đen và dài, tôi thấy rất là ấn tượng. Lúc nào cũng cười vui vẻ. Vậy năm đó là tự học đại học năm thứ mấy ta? Con mới bắt đầu năm cuối đại học rồi. Bây giờ hỏi cô vợ nè, đến khi nào thì anh mới bắt đầu để ý em?
Hai gia đình cứ chơi qua chơi lại tán tỉnh là rất là lâu. Bố mẹ chồng em bây giờ ngày xưa gọi bác mà cứ bảo là thôi mày làm con dâu bác đi, gần nhà nè, không phải lo việc làm dâu gì, thích ở đâu cho ở, ở nhà mẹ đẻ cũng được. Cái đến khi con 18 tuổi học đại học, cái ông này ông cứ học cho ngoan nha, học xong 4 năm đại học là anh rước nữa nha, kiểu như là cứ trêu trêu vậy thôi, nhưng không nghĩ là sau này là lấy nhau thật. Ông cứ thi thoảng nhắn tin thôi, gọi là anh em nhắn tin bảo nhau là lo học đi, em học cái gì rồi, cần anh giúp gì không, sau này ra trường cần gì anh cứ bảo anh. Tết năm 2020 thì mới bắt đầu là chính thức cua, xin phép bố mẹ đàng hoàng. Cách đây 2 năm? Dạ. Ông không có tán con, ông không cua con mà ông cua bố mẹ con không à. Ông cua bố mẹ con không à. Cái lên nhà, ăn uống, dọn dẹp trong nhà gọi như tự nhiên như người nhau nhà luôn. Em quá thân mà. Dạ, đem bữa cơm, mẹ mời rơ thì bảo là ngồi xuống ăn cơm cháu. Dạ vâng. Dạ vâng. Mà con nấu cơm cho ông đâu, mà ông vẫn mời ông ăn thật. Mà mùa hè lúc đó là con tình trạng như thế nào? Có người yêu chưa? Nếu mà học sinh mối tình học sinh linh tinh ấy là cũng có. Sang đại học quen nghiêm túc là một anh bộ đội. Trong thời gian con anh bộ đội đấy thì anh có về nhà con ăn cơm, uống rượu. Bố con cũng kêu ông này lên ngồi chung. Cái ông này ngồi uống rượu, ông này bảo là chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Em nói trước mặt vậy đó. Ông phán luôn. Dạ, xong con vẫn nghĩ là trêu thôi. Kể cả người yêu cũ của con, chú bộ đội kia vẫn nghĩ là trêu và không để ý gì hết á. Trong thời gian quen ông thì ông này cứ nhắn tin đến bảo là chia tay cho em. Ui không hợp với em đâu, đi với em nhìn như hai chị em ấy. Em phải quen nào mà trưởng thành dạng như anh nè, gọi là đập chậu cướp hoa. Tết năm 2020 là lúc đấy là cũng cảm thấy là lên nghiêm túc với bố mẹ con. Xong rồi bố mẹ cũng bảo là nó nghiêm túc nó nọ kia, cho mọi nhau một cơ hội tìm hiểu. Đập chậu cướp hoa là chính xác là cái thời điểm nào? 2020 là bắt đầu ngỏ thôi, rồi đến lúc nào là mới chính thức là xin cưới? Xin cưới là vào tháng 10 năm 2020. Mới đây. Đúng rồi, con mới cưới đây. Chưa được 2 năm nhỉ? Chưa được 2 năm. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi ta? Dạ, lúc đó là con đang học gần xong đại học năm 3. Nhưng mà sao cưới sớm vậy? Sao không đợi cho xong hết rồi mới cưới? Vì bác sĩ báo cưới. Cháu nó đi làm xa, thi thoảng nó về. Rồi không. Quýnh qua quýnh quýt. Con học một mình, vừa học vừa làm ngoài Hà Nội. Còn ông này là công tác trong Nam. Xong một đêm hai đứa nhậu say thì hôm sau là bác sĩ bảo cưới. Dạ. Như là phải một tuần hay là một tháng sau rồi bác sĩ bảo. Dạ vâng, đúng rồi. Tức nhưng là mà... cái khoảng thời gian mà chính thức tìm hiểu đến cưới nó nhanh lắm ạ. Chắc nhưng là hơn một lần, tháng luôn á. Cái lần gặp nhau uống rượu định mệnh đó. Dạ. Là ở đâu? Ở Hà Nội hay là ở quê? Dạ ở trong này, tại Sài Gòn. Ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Tức là con vô đi chơi à? Dạ vâng, con chơi. Lúc ấy bố mẹ có biết là con lén vào Sài Gòn thăm anh không? Dạ, con đi chơi với bạn anh à. Ủa nhưng mà nó nghe nè, cái tuổi đó là cái tuổi các con trưởng thành rồi. Bây giờ không kiềm chế được, cho nên là không có những cái phương pháp để mà phòng vệ đúng không? Dạ, tại con sao không nghĩ là có chuyện đó luôn. Tụi con nhậu với nhau rồi, cái đấy là cái sự cố không may. Ông này cũng muốn cưới. Khi mà bạn gái á, báo tin rằng là có bầu thì cái phản ứng của tự như thế nào? Ông cười à. Như vậy là cố tình, bạn này là cố tình rồi. Cố tình đó. Bạn này thì không hề biết cái sự cố như vậy, nhưng mà bạn này thì muốn lấy. Tức là muốn có để mà coi như là muốn xây dựng gia đình rồi. Cười xong rồi bảo là có thôi em, cười cái mừng lắm. Vậy là đúng ý ông rồi. Bố mẹ của hai bên phản ứng như thế nào khi nghe cái tin đó? Bên chồng là chắc chắn vui đúng không? Bên chồng thì thực ra là đã tiếp nhận vợ con là từ trước đó rồi. Cái chuyện này thì cũng hơi có chút bất ngờ, nhưng mà bất ngờ nhiều hơn là ở phía bên bố mẹ vợ. Bên vợ thì sao? Tại vì hồi Tết anh nói bố mẹ con là chú Thím cứ yên tâm, cháu giúp em học xong rồi tạo điều kiện việc làm. Giúp em học xong gọi là cháu sẽ cố gắng là dìu dắt em, cho em đỡ sa ngã rồi nhưng mà... học xong các kiểu lo cho em đồ. Cuối cùng cái bố mẹ thất vọng. Bố mẹ có nói gì không? Buồn, mẹ nhà buồn khóc. Xong bảo là ôi trời ơi, nhà con gái đầu nữa mà nhà ở quê, nhà ba chị em gái, bây giờ đùng cái học chưa xong nó đi lấy chồng mà nó tới khứa nhiều. Với mẹ rồi đó, bố mẹ đặt niềm tin bao nhiêu, cái thất vọng bấy nhiêu. Bố chồng con ấy tâm lý lắm, lên trên nhà nói chuyện với lại bố con thì hai anh em quen biết nhau từ lâu rồi mà cũng làm công tác tư tưởng, bảo là thôi bây giờ an tâm dưỡng thai hai đứa, bố ở việc ở nhà bố mẹ lo hết. Con thì vẫn được tạo điều kiện học ngoài Hà Nội, có gì cái là cần gà có bố mẹ ngay. Nên là cũng đỡ. Con là bao nhiêu tuổi rồi? Em bé sắp tròn 1 tuổi ạ. 1 tuổi, dạ. Cái quá trình mang thai đó là con về quê? Dạ không, con vẫn học ngoài Hà Nội mình.
mang thai một mình. Vừa mang thai vừa học. Quá trình con mang thai rất là cực. Khi biết là có bầu ấy là rất là sợ. Lúc đi khám ngoài Hà Nội ấy là em bé bình thường không sao, nhưng mà về quê đi khám kiểu như mình stress quá ấy. Bác sĩ chẩn đoán là có nguy cơ bị lưu thai. Dạ. Bà mấy tháng rồi? Dạ lúc đấy là 7 tuần rồi mà chưa có tim thai. Lúc đấy là mình mới có 22 tuổi à. Mình không nghĩ được là làm mẹ nó khó khăn đến mức như thế. Lúc đấy là mình buồn lắm, mình cố gắng là uống đủ thứ thuốc Đông Tây Nam Bắc ấy, xong làm đủ mọi biện pháp để cứu em bé. Lúc đấy em bé yếu lắm, cái khoảng thời gian đấy là mới thật sự thấy là đây đúng là một mảnh ghép nửa cuộc đời của mình. Anh chăm, gọi là chăm từ A đến Z, chăm thay một người bố, thay một người mẹ mà là một người chồng luôn. Từ cái việc nhỏ nhặt nhất, đi dép cho hay là cột tóc cho hay làm gì, mình nằm một chỗ à, phải tiêm thuốc giữ thai. Anh làm hết, không cho phụ huynh nội ngoại hai bên ra bệnh viện thăm. Hai đứa giấu, sợ ông bà lo, con vẫn phải ra ngoài Hà Nội hoàn thành được học. Ở một mình, sợ ông bà nghĩ là cứ đi viện ngày một vậy á, ông bà lo. Nên là có gì thì anh cứ bay qua bay lại cho thành phố Hồ Chí Minh và sợ Hà Nội vậy á. Nằm viện các kiểu thì cứu được em bé. Con gái hay con trai cơ? Dạ, con gái. Như vậy thì bao lâu thì có nghĩa là sinh xong là về quê? Dạ, con về quê sinh. Về quê sinh cho hai ông bà nội ngoại tiện chăm. Sau khi mà em bé được hơn 2 tháng cứng cáp thì anh đón hai mẹ con vào. Hai đứa lấy nhau, tuổi tác cũng cách xa nhau nhiều đúng không? Dạ. Đó, thì là chắc chắn là khi mà về chung với nhau rồi sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn đúng không? Dạ, đó, có đó. Những cái tật xấu gì của anh Tử? Nếu mà tính mà quá trình mà chính thức tìm hiểu yêu nhau đến cưới nhau ấy, chắc khoảng tầm hơn 1 tháng. Trong lòng con là thần tượng anh lắm. Bố mẹ lúc nào ông bảo ừ, tự nó giỏi, nó ngoan, nó biết phấn đấu. Mình nghĩ là sau này là người nghiêm túc. Mà nói chuyện với con cũng nói nhiều, mà nói theo kiểu là học hành không à, không có tình cảm. Biết quan tâm lo lắng, xong rồi sạch sẽ, chính tê. Nên khi lấy về, lúc đầu mà bất sinh em bé ấy, ông này kiểu như là chưa tự ước làm cha. Con ngủ, cái bố đeo tai phone mà qua mặt tường đi ngủ. Con khóc, bố đeo tai phone qua mặt tường đi ngủ. Không có trông con gì hết. Xong rồi em bé mới gì á, chạy nhưng bắn mà, sống bắn chết. Đúng rồi, nhưng mà lúc đó là mới gọi là mới thôi. Bây giờ thì khác rồi. Chắc chắn rồi, dạ. Bây giờ thì khác nhưng mà khi mà tụi con dọn vào trong này ở riêng ấy, đi làm về vứt hết đồ đạc xuống nhà. Đi đây bỏ quần, đi kia bỏ áo, bỏ dây lưng một chỗ. Bừa bộn. Mặc mỗi cái quần lót nằm chơi vậy á. Dục mà ai mới chịu đi tắm cho. Xách mặt tắm có phút à? Trời ơi, tắm nhanh nữa. Tắm dưới nhanh. Không kỳ cỏ. Tắm dưới nhanh. Xong cái tưởng đâu nghiêm túc lắm nhưng về nhây. Rất thích hay trêu cho con chửi. Về nhà ví dụ như đến bữa ăn cơm, vợ ơi em thích ăn rau muống xào hay rau muống luộc? Luộc đi chồng. Ừ thế anh xào nhá. Mà nếu xào chồng là ừ anh luộc, mà làm thật thế luôn. Chứ không phải là trêu đùa đâu. Đó là thích cho vợ chửi. Dạ đúng rồi, con nấu trong bếp cứ đi qua, bóp mông cái, xong đi qua, cấu một cái, cắt một cái, trồng cái để con chửi cho xong quay lại nhại con. Nhại lại. Nhại lại, đó thường con chửi. Con chửi như nào con bảo chửi là như nào? Anh muốn chết à? Đấy, nhại lại y chang thế luôn. Dễ thương á. Dạ. Nhưng mà đó là dễ thương. Xong cái chửi quá, cái ông giơ mông, ông bảo nè, cho bóp mông cái nè. Rồi im đi, tôi đít tai bà quá à. Cảm giác như anh bằng tuổi con luôn đấy, không mà khoảng 12 tuổi luôn á. Rồi bây giờ rồi, bạn mong muốn thay đổi, đúng rồi. Tự thay đổi điều gì? Thực ra thì con chỉ muốn chồng con là thôi cứ nhây cũng được, thấy cho vui trẻ cũng được. Nhưng mà anh bớt suy nghĩ công việc đi. Nhiều khi anh căng thẳng công việc ở công ty ấy, xong anh về anh gọi là xả giận ấy. Mệt lắm, mệt cả hai vợ chồng. Thế còn Tử thì sao? Cô ấy có những tật xấu gì? Vợ của anh thì con cũng không có phải là ý kiến nhiều về cái tật tính xấu. Mà có một số cái là cũng mong muốn để vợ thay đổi là một đó, cái tâm lý xảy ra chuyện hoặc là vợ chồng có lời qua tiếng lại thì cô ấy thường là giữ im lặng, đóng cửa một mình rồi là với con. Nhưng mà trong quá trình mà im lặng như vậy thì lại khi mà mình muốn xử lý êm với vấn đề hoặc là vợ chồng cần phải trao đổi hoặc là không giải quyết được tận gốc vấn đề, không giải quyết được vận động vấn đề. Mong là vợ thay đổi, chia sẻ, lòng ra với mình. Cái mà im lặng ấy là lúc mà con mà bực mình quá cái gì á, con sợ con nói ra sẽ làm người khác tổn thương, tại vì mình không kiểm soát được ngôn ngữ của mình. Mình hơi bị nóng tính. Nên con sẽ im lặng đóng cửa lại. Nhưng mà ông này không biết ý, nhưng người ta vợ ấy thì cần nói câu xin lỗi vợ thay như thế nào thôi. Đằng này cũng im luôn à. Phải có một cái sự thông cảm cho nhau. Đúng rồi, trong thông công cảm việc qua và lại. Trong cái tâm sinh lý phát triển của cái người bạn đời của mình. Hy vọng rằng là sau chương trình này về thì hai vợ chồng Tự sẽ có chịu một khó, cái sự điều chỉnh. Ngồi nói chuyện đó. Với nhau, mở lòng nói chuyện với nhau hết. Thay vì chúng ta giao lưu cái sinh hoạt, coi như là dí dỏm với nhau bằng cái cách trêu đùa với nhau, thì tại sao trong những lúc mà nó căng thẳng thì chúng ta tại sao lại giải quyết bằng một cách là im lặng mà không ngồi lại với nhau để cùng nói với nhau để giải quyết những cái vấn đề. Xin cảm ơn Tự và bà vợ nhé. Rồi cái xong cái kiểu mình cũng nhá nhá xi nhan bật đèn xanh lên rồi. Rồi cái thế là từ đó về sau ngày nào đi làm về 5 giờ cũng
thấy ổng trước cửa nhà mình à. Kiểu làm giá mấy tháng trước thôi chứ thấy ông này khoái mộ. Dạ, đêm động phòng thì nó ổng nói là sáng mai có lớp rồi thôi cho em ngủ luôn đi. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son Hành nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Xâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ, chào anh chị. Hai em có cái gương mặt bầu bỉnh nhìn nó hao hao giống nhau á. Như cô dâu có. Dạ, có em bé. À. Có em bé hả? Wow. Dạ, em bé của em được 4 tháng 3 ngày rồi. Tụi em cưới nhau được 2 năm. Thì cái ngày mà kỷ niệm ngày cưới là em tặng cho ổng thằng này. À, quá tuyệt vời ha. Kính chào chị Hồng Vân, kính chào em Quốc Thuận và quý khán giả. Trước tiên em sẽ tự giới thiệu, em là anh Khoa, em 30 tuổi và hiện đang là giảng viên trường đại quốc tế Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em tên là Huỳnh Kim Hiền, em sinh năm 91. Thì hiện tại là em đang có công việc kinh doanh mỹ phẩm. Cách đây khoảng 4 năm thì dẫn ba mẹ em đi chơi. Em cũng xách máy chụp hình, em đi dạo dạo chụp hình cho ba mẹ này nọ. Vợ em thì lúc đó cũng đang đi chơi với bạn bè. Và lúc đó là vợ em làm người mẫu cho bạn bè luôn. Thật ra vợ em mặc đồ rất là lồng lộn, rất là đẹp. Thật ra em mới để ý. Thì lúc đó thì em gặp anh này em có ấn tượng gì về anh không? Thấy hồi mà em đi chụp cũng nhiều lắm rồi, đâu thấy tự nhiên có một thằng nào chạy tẩn 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 lại. À, nãy anh có chụp của em mấy tấm hình nè. Thế nói ủa cha nào vô duyên tự nhiên chụp người ta đã chạy lại làm quen. Dạ, cái xong thì ảnh đưa cho em cái nem kẹt á, rồi cái anh chạy đi mất tiêu. Mắc cỡ hả em? Tính của mình cũng thấy mình cũng vô duyên thiệt. Tại vì em thấy bạn này là em bị hớp hồn liền. Dạ, đúng không? Bạn đúng đẹp không? Quá trời. Dạ, mà dạ, nói chung là cũng lần đầu tiên mà làm chuyện đó. Rồi em nhận được cả visit rồi sau đó có liên hệ với anh không? Do là mình cũng chảnh á. Thì kiểu thấy ông này ổng dạng thư sinh rồi không phải là gu của em. Rồi cái mấy người bạn đi chung á thì chạy lại cái giật cái nem kẹt của em. Lê Ngọc Anh Khoa nha, thạc sĩ nha, đại học quốc gia nha, quốc tế nữa, cua đi mày, được á. Cũng quay trở về cái thời mà yahoo.com là alo, xin chào anh làm ơn cho em xin mấy tấm hình vậy đó. Rồi cái tưởng đâu không trả lời lại, nhẹ cũng nhắn tin, cái ảnh cho số điện thoại. Thế nay chừng nào mà em muốn đi chơi hay là muốn cà phê á, thì nhớ cho anh cơ hội. Rồi cái xong cái kiểu mình cũng nhá xi nhan, bật đèn xanh lên rồi. Rồi cái thế là từ đó về sau, ngày nào đi làm về 5 giờ cũng thấy ổng trước cửa nhà mình. Đến khi nào em mới quyết định tỏ tình với cô? 4 tháng sau thì trong một dịp em đi công tác của trường là dẫn sinh viên đi Managui. Còn bạn giờ em thì cũng tình cờ là cũng có đi chơi với bạn bè ở Đà Lạt. Lên Đà Lạt. Đúng rồi. Trúng trại mình đi. Trúng trại. Đêm đó lên Đà Lạt. Cái mấy anh mấy chị thì có cặp rồi chạy xe máy đi, có cặp có đôi, còn em chạy cũng chạy xe máy mà vòng hồ Xuân Hương, mà bữa đó mưa lốc phớt nữa, lạnh muốn chết luôn. Tự nhiên cái thấy ông này ông kéo cái ba ly ông sợ ông đi tới. Kiểu bất ngờ luôn á. Thế là cũng đi về khách sạn. Qua ngày hôm sau thì đi chơi. Thì anh này anh mới hẹn đi ra ngoài, anh hỏi là thôi lên đây có hai mình thôi, quen anh đi. Thế mình thấy thật ra là tình trong như đã mặt ngoài còn e, kiểu làm giá mấy tháng trước thôi chứ thấy ông này khoái mộ. Thật ra lúc đó thì cũng chưa trả lời gì đâu, nhưng mà lúc mà lên xe rồi thấy tự ôm eo rồi này nọ thì là biết rồi, đúng không? Ảnh cầu hôn có lãng mạn. Cầu hôn ngay tại nhà mà nguyên sớm kéo lại luôn. Ủa vậy hả? Kéo lại chị? Thì cầm cái nhẫn ra quỳ hoài, mà lúc đó em đang em tám với mấy bà chị. À. Quỳ hoài, cái mấy đứa nhỏ mới nói, cô Hiền, chú Khoa, cầu hôn cô kìa. Nhà em thì ở giữa hẻm. À. Cái là đám chạy đầu hẻm, đám chạy cuối hẻm, nó lôi ông già bà cả ra. Nguyên một xóm luôn. Tại vì là anh em anh quỳ trước. Ông quỳ. Tại vì người ta là đối mặt rồi. À, em dạ, mới đồng ý lấy. Dạ. Đâu em quỳ thử cho anh coi. Mọi người có muốn coi anh cứ để anh quỳ. Nhiều bó hoa đi. Dạ, đó. Rồi. Quỳ coi. Quỳ. Quỳ vậy mình... Dạ quỳ vậy đó anh. À, tặng vậy thôi đó. Thôi đi, trả qua lại. Rồi quen nhau 2 năm quá, có nói là thời gian dài chứ đúng không? Dạ. Rồi cưới nhau thì đêm động phòng vui không? Dạ, đêm động phòng thì nó ổng nói là
Sáng mai có lớp. Rồi thôi cho ngủ luôn đi. Ủa mà đêm còn là đêm quý giá mà. Dạ tại vì em là có đám hỏi nữa. Trong cái thời gian mà đám hỏi, sau đám hỏi đó là cũng đi Đà Lạt, rồi đi Đà Nẵng, rồi cũng kiểu như là cũng bút phòng, nhưng mà bút phòng hai giường. Xong rồi sáng hôm sau không biết sao cùng giường, không biết ứng trước. Tạm ứng rồi gì dạ, ứng trước rồi. Sao mà tự nhiên mò qua vậy? Lạnh anh, là đi Đà Lạt lạnh. Chung ở Đà Lạt. Mà anh mò qua em mò qua sao? Em mò qua em biết không? Chứ là mở đầu là ngủ chung, rồi sau từ từ mấy tính ABCD tới dắp. Từ A tới S. Đúng không? Cái sau khi cưới có chuyện, cái câu chuyện thật ra là từ hồi mà mới yêu cho tới mà lúc mà cưới, lúc nào em cũng ghen chứ, em là ghen Chúa luôn á. Tôi nhận mà, thì lúc trước khi cưới á, thì cứ lâu lâu chừng 2-3 ngày á là sẽ có một cái tin nhắn ghi là bảo tiên mà không có dấu. Thì nó hiện lên thôi chứ nó không có hiện nội dung. Rồi xong rồi tới hồi cưới nhau, anh nghĩ đi, 5 giờ sáng bảo tiên, 12 giờ khuya bảo tiên, qua ngày này cũng bảo tiên, qua ngày sau cũng bảo tiên. Phải làm lòng lộn lên hỏi bây giờ là đứa nào, nói đi. Tiên trong, là con nào? Tại vì dạ, trong đồng nghiệp thì cũng có cô giáo tên là Tiên. Giờ ác ôn không ạ? Dạ, thì em nói là tổng đài nhắn thôi. Cái giờ cuối cùng bảo tiên lại. Dạ, mỗi con. Anh thử mà không bỏ dấu con nữa là sao? Bao tiền? Báo tiền. Cưới về tụi em ở với nhau là bao nhiêu lâu rồi? Dạ 2 năm 2 tháng. 2 năm 2 tháng. Vậy thì anh ấy có tính xấu gì không? Dạ tính xấu thì nhiều lắm anh, nhưng mà đặc biệt là tính xấu mà em nói thiệt là em chỉ không được mà anh cũng không chỉ được luôn. Muốn làm gì? Là chiều em quá trời. Ông chiều xong rồi ông quay ngược lại, ông nói cái đó sai đó. Nhưng mà cũng chiều trước, rồi sai xong tính sao. Với lại là gái. Tức là ảnh thì ảnh làm việc phi lắm. Ảnh làm việc xong mà lúc đó em ngủ rồi, thì ngủ sai rồi thôi kệ không sao. Rồi cái sau này á, bắt đầu em có em bé rồi cái giấc ngủ nó cũng chập chờn á. 1 giờ ông kéo cho mày tới 5 giờ sáng rồi em thức luôn. Cái kêu em á là chừng nào anh ngái á, em quay qua em quýnh anh. Em quýnh đâu được mấy ngày. Ngồi ghiến mệt luôn. Hai cái tật xấu này không biết sao mà nói luôn. Tại vì cái ngái đâu mà tật xấu. Còn bác gái có điều gì xấu không hả bác trai? Thì đâu dám nói. Trước giờ dễ thì ra gì? Ngoài đường thì em cũng ít khi nói xấu vợ lắm. Mà hôm nay thì đây là cơ hội đó em nghe. Thì hôm nay thì nói, nhưng mà cũng thật ra là chuyện xấu này cũng tại em thôi. Như hồi nãy đó, tại em chiều vợ quá. Ví dụ có những cái công việc cũng đơn giản thôi, nhưng mà cũng muốn sai, phải sai mà là có nghĩa là giờ nói tóm lại là sợ không dám nói cái chữ làm biếng đúng không? Dạ. Giống như bụt vì hổng thiên á, thì chung là em cũng nhìn xa, cũng có những chuyện mà em cũng muốn khuyên, nhưng mà nếu mà người ngoài nói vô thì vợ em nghe, còn em nói thì vợ em không nghe. Không chịu nghe liền. Dạ. Nghe liền. Cứng đầu. Dạ, cứng đầu lắm. Về kinh tế gia đình thì ai là người nắm giữ? Tiền thì anh của anh giữ, của em giữ. Dạ. Tại vì nói chung là hồi lúc mà mới cưới nhau được 3 ngày á là cũng nảy lửa vụ tiền bạc này rồi. Dạ. Nên là từ đó về sau là thôi kệ cha nó luôn. Đó là xung đột về vấn đề như thế nào? Ở dưới quê em á, là khi mà một người con gái đi về nhà chồng rồi á, thì tất cả tất tần tật các chi phí á, là nhà chồng sẽ lo. Sẽ lo hết cho người vợ. Thì ông này ông mới nói là thôi bây giờ mình có cái quỹ chung đi, mỗi tháng góp vô nhiêu, hình như góp vô 2-3 triệu gì đó. Cái em nói không, tại sao phải góp? Mà em nghĩ là tự nhiên cưới người ta về rồi bắt người ta đóng tiền, ghét không đóng. Nhưng mà tới giờ thì chồng em tự lo hết rồi, em cũng không cần đóng luôn. Khi mà nghe những cái lời đề nghị của anh bực bội lắm anh. Tiền mẹ còn phải cho mình thêm nữa mà tại sao mình phải đóng cho chồng vậy đó. Mình nghĩ là cái tiền đó là cái bổn phận là mình phải sốc đóng đúng không? Dạ sốc lắm. Nó thì em nghĩ là vậy, gì làm thêm thì ra tiền, thì tiền đó sẽ đóng vào để mà mình thấy là mình có trách nhiệm với gia đình. Bởi vì mình không có đủ cái thời gian để mà mình lo cho gia đình, thì mình có chi gì đó để mình thấy là mình có trách nhiệm gì đó với gia đình, chứ không phải là đi làm không rồi về rồi không có. Sẵn đà nói luôn, mong muốn chồng thay đổi gì đi. Thật ra thì em muốn là em muốn, nhưng mà em chắc chắn là em cũng sẽ không bao giờ em làm được. Tại vì em muốn là ổng bớt chịu em, nhưng mà ổng mà không chịu em sẽ lồng lộn lên. Không, thế thì bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Nghe lời chồng hơn thì nói chung là không phải nghe lời mà là tiếp thu, lắng nghe. Chị nghĩ là gì nào?
cái chuyện mà chồng chiều mình á, cứ để vậy đi. Đừng có nói anh thay đổi. Nhưng về phía mình thì mình sẽ tự thay đổi. Có nghĩa là chiều những cái đúng thôi. Còn những cái mà không đúng mình tự mình sửa. Em thì chị nghĩ là em nên có một cái gọi là gì, lập trường nó kiên định một chút xíu, và một cái cá tính nó tương đối là gọi là độc lập một chút xíu với vợ. Để cô ấy thấy là ngoài cái vấn đề em là trụ cột gia đình thì em còn là một cái tùng cái bách nữa. Xin chúc hai em luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc, và chúc cho mẹ tròn con vuông. Cảm ơn chị. Anh cũng mém phản kháng nhưng mà em không cho phản kháng, em biết là em đánh không lại, nhưng mà em vẫn quyết tâm là em tức quá rồi, bao nhiêu ngày dồn lại là em đánh luôn. Bây giờ thua cũng đánh, là sếp phải xuống giải hòa rồi giải quyết công việc để không ảnh hưởng nữa thì mới chịu yên. Hai vì cảm ơn ông cho tôi về chẳng hạn, không nói không rằng bước xe đi vô nhà luôn, y như mình là người vô hình vậy đó. Mình đang có một xíu cảm giác thiện cảm lại với con này, tự nhiên xuống xe không nói tiếng nào hết trơn á, cái ghét thêm lần nữa. Anh ừ, em ừ cũng được, chứ em đừng có im lặng như vậy, em im lặng là anh xỉu nữa. Ngay bây giờ mời quý vị cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Toàn, em đến từ Tiền Giang, năm nay 26 tuổi, hiện đang là nhân viên IT. Em tên là Lê Kim Ngân, hiện tại là em năm nay được 26 tuổi và em đang làm tại phòng kinh doanh cùng công ty với ảnh luôn. Mối tình của hai bạn bắt đầu như thế nào? Thì hai đứa em do là làm chung một công ty. Trước khi mà quen để đến được với nhau thì hai đứa ghét nhau lắm. Đã từng chửi và đánh nhau luôn. Trời. Làm cùng công ty mà em là bộ phận bán hàng thì ảnh lại là quản lý kho. Không biết sao ngay từ đầu gặp mình là ảnh đã ấn tượng không tốt về mình rồi. Ảnh không thích em, ảnh để đơn hàng em đưa trước, anh đưa giải quyết sau. Một lần em tới xuống xử lý luôn. Em vứt tờ phiếu vô mặt ảnh rồi ảnh cũng cương lại với em không vứt luôn. Còn vứt cái gì vô mặt em? Dạ không, em đánh ảnh. Rồi nhưng mà ảnh có đánh ngược không? Dạ ảnh cũng mém phản kháng nhưng mà em không cho phản kháng, em biết là em đánh không lại, nhưng mà em vẫn quyết tâm là em tức quá rồi, bao nhiêu ngày dồn lại là em đánh luôn. Bây giờ thua cũng đánh, là sếp phải xuống giải hòa rồi giải quyết công việc để không ảnh hưởng nữa thì mới chịu yên. Vợ em nhìn cũng xinh xắn như thế này, sao em không ưa vợ em? Lần đầu gặp cô nàng này thì quá đổi phong cách đi, tóc nhuộm, áo quần trang phục thì nó hơi thoáng, mà bạn này lại nói chuyện giống như là nửa ngang mà nửa sóc sóc cái mình càng ngày càng không ưa nổi. Là vì lý do nào mà sao hai bạn lại thích nhau? Ai là người chuyển biến trước? Tại là cái đợt đó là do tự chạy xe mà em bị tai nạn, ba mẹ phải đưa đón. Thì ngày hôm đó là ba em không đến đón được. Anh này tự nhiên xung phong chở em về. Lý do chở về thì lúc đó là nghĩ là sau thời gian thù hận hằng nhiều quá rồi, thì thôi cứ nghĩ là chở về dùm một bữa, hai bữa vậy thôi. Hỏi cái cảm giác nè, cái lần đầu tiên mà em leo lên xe của anh này để chở về, dạ, em thấy sao? Cái xe là dài bao nhiêu là ảnh ngồi đầu xe, em cuối xe. Chứ lúc đó anh chở về em lo lắm mà. Cái ở sau lưng mình á, sát khí nhiều quá, nó lộn nón là đập vô đầu mình cái thôi. Không biết sao. Đêm hôm đó về em có cái cảm xúc gì khác bình thường không? Hay gì cảm ơn ông chở tôi về chẳng hạn, không nói không rằng bước xe đi vô nhà luôn, y như mình là người vô hình vậy đó. Mình đang có một xíu cảm giác thiện cảm lại với con này, tự nhiên xuống xe không nói tiếng nào hết trơn á, cái ghét thêm lần nữa. Là cứ thế là đưa đi đó, có chỉ đưa về thôi chứ đâu có đón đi đúng không? Dạ. Thì một thời gian đầu là đầu chỉ đưa về giùm thôi, còn sau đó là xung phong luôn. Mà từ quận 10 là sáng 5 giờ sáng dậy anh chạy xuống nhà em, anh đón em đi làm. Ở đâu là? Dạ em ở gần bến xe miền Đông. Trời ơi gần ghê luôn. Rồi chiều anh lại chở em về, lại về ngược lại công ty ngủ 3-4 tháng liền liên tục như vậy á. Rồi đến bao lâu thì anh ấy mới tỏ tình với em? Dạ chắc cũng tầm 3-4 tháng á. Tỏ tình là ngày đó là ngày lễ. Mà ngày hôm đó em lại nghỉ làm nửa buổi á. Bữa đó là 20 tháng 10. Xưa cái là vừa tính đi thì xe lại hư, cái không biết làm sao đi luôn nữa rồi. Mà bây giờ quà cáp hoa là đã chuẩn bị hết rồi. Ở trong công ty đó có một anh shipper nữa. Rồi anh lên năn nỉ, anh ơi làm ơn chở giúp em ra nhà Ngân đi. Thế là anh này cũng thương tình, tao chở mày đi đó, nhưng mà tao còn đi giao hàng, đi có việc nữa, mày tranh thủ rồi về. Em hứa tiếng thôi, một tiếng rưỡi vậy hả. Là em đi lên đem hoa đem quà lên tới nơi là tầm khoảng 6 giờ. Sau khi em hẹn với anh đó 1 tiếng rưỡi, cái anh shipper đang ngồi thì em nói chuyện tới gần 1 giờ khuya. Anh cũng nhiệt tình là anh không dám về, anh sợ là bây giờ tao đi về rồi mà hồi mày về với ai, mà cũng không dám gọi luôn, nó sợ phá tan không gian hay sao á. Trời ơi shipper nào mà tâm bồ tát dữ không biết nữa hả, mà đứng nói chuyện đến 1 giờ mấy mà phụ huynh không ra la hả. Dạ, tại vì nhà em ngay cái hẻm cục á, là mẹ em đứng trong là thấy hai đứa đứng nói chuyện rồi. Ở trong lúc mà tụi em yêu nhau đó, ai là người ghen nhiều nhất? Ảnh ghen. Em là hình như là hầu như chưa từng ghen ở trong thời gian quen đó luôn. Ghen theo kiểu bình thường hay là ghen cuồng ghen hay ghen bệnh?
Dạ ghen, cái này cũng hơi bệnh luôn á. Anh đổi anh làm cùng phòng với em để anh hỗ trợ phần mềm cho con, cho phòng kinh doanh mà anh, ừ. Anh thấy em nhắn tin với ai, anh nhìn cái nick Facebook mà anh nhìn cái hình đó anh biết bạn nào luôn, anh truy được trên Facebook ra người nào luôn. Rồi kêu em là em đang nhắn tin với ai, em ra hành lang gặp anh gấp. Bây giờ anh cho em cơ hội em trả lời anh đi. Nếu anh thành thật anh bỏ qua. Em nói anh đâu có cần anh bỏ qua, đó là quyền cá nhân của em. Và em nói chuyện với bạn đó, đọc được tin nhắn lại biết không nói gì quá đáng rồi. Ghi qua ghi lại. Là cãi nhau. Cuối cùng. Sau đó một hồi là em tức quá không thèm nói nữa. Bắt đầu ảnh tự cáo gắt rồi la lối rồi. Xong bắt đầu nói nhỏ nhẹ. Em là suốt 4 tiếng đồng hồ em không nói chuyện với ảnh luôn. Xong rồi tới lúc ảnh tức quá rồi ấm ức mà nói một mình á, ảnh bị hạ canxi. Run bần bật lên mà có tướng to xác như vậy mà run run xong ngất xỉu. Trời. Em tưởng giỡn. Em tưởng ảnh giỡn. Em không nghĩ là ảnh xỉu thiệt vì em không hề biết ảnh bị bệnh. Xong rồi em đi kiếm người lôi vô, từ hành lang lôi vô văn phòng. Cả nửa tiếng sau ảnh mới tỉnh dậy á. Oh. Mà sau đó chắc lẽ là không dám làm bất cứ điều gì. Dạ không bao giờ dám làm hoàng thượng giỡn. Nên là em cũng năn nỉ. Em năn nỉ sao em năn nỉ là anh ơi anh bỏ em đi, anh đừng thích em nữa. Chứ bây giờ quen nữa rồi mốt giận rồi anh bị gì em không chịu trách nhiệm được đâu. Em rồi sợ có xỉu nữa không? Dạ không, lúc đó là bình tĩnh rồi. Năn nỉ dỗ lại nó là em chỉ cần là anh có bực tức gì anh nói chuyện em chịu trả lời đi. Anh ừ, em ừ cũng được. Chứ em đừng có im lặng như vậy, em im lặng là anh xỉu nữa. Ủa nhưng mà hai em quen nhau bao lâu thì cưới nhau? 3 năm là tụi em cưới. Đi trước khi cưới có suôn sẻ không? Thật sự là tụi em không hề có ý định là sẽ cưới vào cái thời điểm đó. Để 1-2 năm nữa. Rồi anh nói là ba mẹ anh cũng hỏi. Em nói thôi bây giờ có cơ hội cho người lớn gặp nhau. Chỉ là gặp nhau cho biết để hai bên yên lòng. Mà em đâu có ngờ. Hai bên hỏi qua hỏi lại chừng được vài câu thôi là hỏi thôi giờ quyết định là cưới luôn đi, là chốt ngày cưới luôn. Thì ba mẹ anh này cũng mở tờ giấy ra nói có hỏi tự thử ngày sinh rồi, tìm được ngày tốt luôn rồi. Buộc là trong hoàn cảnh đó là à, phải chấp dạ, chịu chứ sao về phải chịu là nói dạ thôi, dạ đồng ý. Tại bây giờ không cưới nữa thì không quen nữa. Mà chính vì cái điều đó mà tụi em có bị stress hay là cái gì về cái vấn đề áp lực cái lúc cưới, bị nó cưới nhanh quá, cưới ngoài kế hoạch đó. Dạ. Thứ nhất là em ở dưới quê cũng là con một, mà nhà thì ba mẹ dưới này cũng hơi yếu. Thì nhiều cái vấn đề thời điểm đó ra mà làm cho vợ em cảm thấy căng thẳng. Nói chung em là người căng thẳng nhiều hơn ảnh. Ảnh là người luôn mà an ủi với lại đà động viên của em. Mình chưa có sự chuẩn bị tốt. Mà em lại nghĩ là cưới xong con một là phải về quê. Mà trong khi mẹ em ở trên này, mẹ em đang bị bệnh tim rất là nặng. Tức là cái thời kỳ của mẹ em là rất là nguy cấp rồi. Phải quan tâm chăm sóc mỗi ngày rồi. Bây giờ nếu mà lấy vợ, lấy chồng ở dưới đó con một đó, mình phải làm dâu ở xứ xa là thứ nhất. Rồi mẹ ở đây không biết như thế nào là cái trăn trở đầu tiên của em, là em lo lắng cho ba mẹ. Cái sau nữa là em thấy là công việc của mình hiện tại đang ở Sài Gòn và nó đang trên đà phát triển. Mà bây giờ mình về quê có quá nhiều sự thay đổi. Mình không biết là mình phải tập sống một cuộc sống mới, một môi trường mới như thế nào. Rồi bạn bè mình cũng nói nữa, trời tự nhiên giờ này đi lấy chồng, ai đâu lấy chồng giờ này. Rồi mình hoảng quá, dạ mình tự em tưởng tượng ra những cái áp lực đó. Cho nên là bị stress. Dạ. Mà cuối cùng thì cũng vượt qua đúng không? Dạ, tìm được giải pháp đúng dạ, không? Dạ, người mà giúp em vượt qua đó là phía nhà ảnh với lại ba mẹ ảnh. Nên là em rất là cảm động. Xong rồi em nghĩ là hình như mà mình tưởng tượng hơi quá rồi. Thôi vậy ổn thỏa. Vậy chắc hai người này lấy nhau rồi, chắc hiểu nhau hết rồi, chắc không ai có tật xấu đâu hả? Cái mà em cảm thấy mà khó chịu nhất á là cái thói ngủ. Ngủ hả? Ham ngủ. Sáng đi làm, phải đi làm sớm này cũng hơi xa. Kêu vợ dậy mà phải kêu trừ hao á. Là 7:30 đi làm phải kêu từ 6:30. Chỉ lăn qua lăn lại, trảo cho đều. Những ngày thứ hai cũng liên quan tới ngủ. Là nằm mơ. Cái đêm nào mà nằm mơ giấc mơ đẹp á thì cuộc sống em bình yên lắm. Cái hôm nào mà nằm mơ thấy em đi uống cà phê, đi nhậu hoặc đi với con nào con kia á, tự những cái con là tự tưởng tượng ra nha, là sáng em phải năn nỉ từ sáng tới chiều luôn á, tại giận. À, như vậy là không đang ngủ mà là ghen mộng. Có nghĩa là ham ngủ nè với bị mộng ghen. Dạ. Em mong muốn thay đổi gì trong hai cái đó? Em chỉ muốn là sáng đi làm mà đừng có lăn nhiều quá được rồi. Tức là đừng có ngủ nướng nữa. Dạ. Đừng có ham ngủ nữa. Dạ. Còn mộng ghen sao? Nghiên thì thôi, cái đó thú vị, thì dễ thương đúng không? Cũng dạ. Thú vị. Rồi tới dạ, em đó là ảnh có cái tật rất là ghê luôn nha. Ăn xong thì mình tiêu thì mình ợ là được rồi. Cái này ợ cũng giỡn mặt người ta, ợ liên khúc chừng chục cái vậy đó. Em nói là đừng có làm như vậy nữa. Là ngồi đó mà mắc ợ á. Em hả? Ảnh em mặt ợ. Mà ảnh bầm đỏ luôn á. Trời ơi em lại tưởng là mắc nghẹn hay là sắp gì rồi. Bắt đầu mọi người lại dồn sự chú ý vào ảnh. Ảnh đã không muốn tuôn trào như núi lửa rồi mà mọi người lại đang nhìn chằm chằm vô mặt ảnh, nó né đường nào được mà né. Sau một hồi là ụt ra một cái. Trời ơi, cái mặt mũi em không biết giấu đi đâu luôn, muốn dẫn ông về ập cái mâm cho ổng cho cái anh luôn á. Rồi còn gì nữa? Thì ảnh đã nói là
bất cứ đâu anh đi tới đâu hoặc anh làm cái gì cũng phải có em. Từ ngày quen em cho đến cưới là đã 4 năm như vậy rồi. Rất là phiền á, em thích thoải mái tự do, em muốn là... Em không cảm thấy đó là một cái điều hạnh phúc không? Dạ, hạnh phúc tức là nó chừng mực thôi. Còn cái này là 100% mọi hoàn cảnh. Bây giờ anh có đi sửa một cái món đồ vậy em cũng vẫn phải ngồi trên xe. Xe mà không ôm em là giận ảnh. Bây giờ không ôm là em đang giận anh đúng không? Em đừng có muốn anh gây lộn ở đây, anh xỉu đây nha. Trời dạ, rồi. Đúng là kiếp trước chắc em là cái cục ngọc của ảnh đó, xong bị người ta cướp á. Ra bây giờ em đang ở trong một cái thời điểm mà hạnh phúc nhất của một cái người phụ nữ. Tại vì mình có và mình có nhiều như vậy, thành ra mình nghĩ rằng cái đó nó bực bội. Đến một thời điểm nào đó đó thì cái việc đó em không cần mong muốn thì anh cũng sẽ phải giãn ra. Thứ nhất là áp lực về công việc hoặc là cái chuyện con cái. Thành ra là theo chị nghe thì em cứ enjoy cái đó đi. Đó, còn sau này nếu từ từ mà anh bắt đầu lơi ra để anh lo cho công việc thì lúc đó em phải chuẩn bị sẵn tinh thần là đó là điều em mong muốn. Còn cái vấn đề mà chồng em mong muốn là bớt ngủ hả? Chắc chắn là bạn vợ cũng sẽ thay đổi thôi. Bây giờ bạn đương được tận hưởng cái điều đó thì bạn cứ cho bạn tận hưởng đi. Đúng không? Anh chúc hai vợ chồng em luôn luôn vui vẻ, luôn luôn tận hưởng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này. Và năm sau sẽ có một thành viên tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của mình. Xin chào. Mũi, làm bạn gái chung nha. Thì lúc đó là dạ. Trời, có khi nào người yêu mình chê mình giống như con vượn cái nó ấy không? Quen anh này thì anh xua tan y suy nghĩ đó đi. Nhưng mà ổng cứ kế bên em là ổng cứ bức lòng em. Em nổi điên lắm. Tới đây lẹ đi, để mọi người đi hết rồi em chạy theo, chạy tí tấn tới bụm, xong chạy đi. Tức là cho em một quả xong rồi bắt đầu ảnh chạy đi. Thôi bức lắm. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì mời tất cả quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật to cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bạn, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thịnh. Em tên là Trần Hoài Trung, hôm nay em 29 tuổi, quê ở Tây Ninh, sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là kỹ sư ạ. Em tên là Nguyễn Kim Mũi. Thì hiện em là nhân viên kinh doanh về trang thiết bị y tế quân đội, quê Tây Ninh giống như ông xã. Hiện tại cũng làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi A Mũi với Trung là quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em là bạn học chung cấp 2, cấp 3. Bạn này bà học cấp 3 do bà dễ thương thiệt. Nhưng mà bà nhoi lắm, cà rỡn lắm, y như con trai. Bẵng đi một thời gian sau năm 2011 á, thì tụi em có đi ăn chung cái đám cưới của người bạn. Xin thế không biết. Cách lại dạ, chắc là do là đi ăn đám cưới đông người á. Rồi bắt đầu nhẹ nhàng, dạ đúng rồi, kiềm chế là tự nhiên ấn tượng. Rồi sau này đi Sài Gòn á, học, hai đứa còn đi học á, thì nó mới chia sẻ nhau nhiều hơn. Thế còn Mũi thì sao? Dạ, cái ấn tượng đầu tiên của em là cẩu thả. Vì em hồi xưa là em cho thuê truyện tranh. Thì anh là anh thuê thì ta nói trả một cái hay là quyển sách, ta nói nó te tua luôn chị ạ. À, nó gấp lại rồi gặp mưa rồi nó phùng cái gáy lên. Trời ơi em chửi quá trời chửi luôn. Thì em chửi riết mà em nhớ cái mặt luôn chị. Rồi. Dạ bà dữ lắm. Vậy là anh xàm lắm. Bao lâu thì các bạn mới nảy nở, nảy sinh tình cảm? Cuối 2011, gần 2012 là... 14 tháng 2 năm 2012 á. Thì trong cái chuyến đi chơi đó em mới thuê một cái chiếc xe đạp dịch đó nha. Em lên đạp dịch cái bắt đầu em mới tỏ tình. Mình đạp ra tới cái chỗ tối nha, mình mới dám nắm tay. Mũi, làm bạn gái chung nha. Thì lúc đó là dạ. Rồi có lén lén hôn được nhẹ cái trán cái à. À, rồi mới cho lên bờ lại đạp dạ, loi bắn hỏng ra tới cái chỗ tối không hôn được miếng khổ chết. Nói nghe nè, hôn nhẹ là hôn sao? Dạ thì hôn lại nè, hôn lại nó cứ hôn nhẹ trái vậy thôi đó. Dạ. Đó rồi em rồi chừng nào mới hôn nặng đó định nổi. Dạ, bữa đó là em đi làm thêm em, mà em làm tại nhà bạn này. Cái đầu mình cũng mệt thiệt, mình nằm xuống mình nghỉ, chỉ nằm kế, nhưng mà em nằm đầu này, bả nằm đầu kia. Trời ơi, nằm vậy rồi sao nghỉ được. Thì mình cứ nghĩ là ổng mệt, ổng nghỉ thì mình cũng mệt, mình cũng nằm nghỉ thôi. Lúc đó em làm gì mà ta, em ở nhà mà. Em cũng phụ anh chứ bộ. Thì
ông này tự nhiên mở mắt ra thấy ổng nhìn mình, tự nhiên hai cái mặt sát vậy nè, tự nhiên có cái hơi người là mình mở mắt ra mình thấy, bắt đầu là vậy đó anh, vậy đó. Là chuyện gì tới nó tới luôn. Dạ, là hung nặng. Hung nặng cả. Hung nặng là thôi. Hung nặng dạ. Thôi chứ còn không có gì nữa. Dạ, dạ. Mà nó vụng về lắm, lúc đó là tại vì em cũng là... nụ hôn đầu tiên của hai đứa luôn. Hung nó kỳ lắm, để vô một cái bọc cái là xong thả ra. Ổng run lắm. Dạ, lúc đó là hai đứa run. Rồi sau đó một cái chuyến đi chơi xa của hai đứa bằng xe máy nữa là nó mới nhiều chuyện nó xảy ra. Giận hờn bắt đầu nó lòi ra những cái tính, rồi kéo đầu mình mới biết được cái cách để giải quyết. Em thì nói chung là em bị có lông nhiều á chị, nên em rất là mặc cảm cái vấn đề đó. Rồi thì trước khi mà em quen ai là em cứ nghĩ tới vấn đề đó không? Nói trời có khi nào người yêu mình chê mình giống như con vượn cái nó ấy không? Bắt đầu quen anh này thì anh xua tan y suy nghĩ đó đi. Nhưng mà ổng cứ kế bên em là ổng cứ bức lòng em. Em nổi điên lắm. Xong cái đầu ngày 5 tháng Giêng đó, 2012. Thì bắt đầu là hai đứa bắt đầu viết cái cam kết là em mới ghi là chung ở gần mũi là không có được bức lông của mũi nè. Không có được tọt lét mũi nè. Rồi nói chung là đại khái cũng vài cái nữa. Xong rồi đầu ghi ra hai bản, em một bản, rồi ảnh cũng có những cái điều khoản tương tự luôn. Nói chung là khoảng 3-4 điều vậy thôi. Điều. Cái của em mới là kinh khủng, là bạn có cái tật thú vui là ở với thả bom. Ai? À, cái thì lúc đầu thì em cũng hơi bất ngờ chí, nhưng mà tự nhiên thấy nó thú vị. nhưng mà cũng phải hạn chế chứ. Quá chứ ai chịu mà nổi. Lúc đầu em mới nói là ghi vô là không được thả bom trước mặt Trung, ở đâu cũng được nhưng mà trước mặt Trung đừng có thả bom. Em nói sau lưng không đó. Cái thứ hai nữa là khi mà ôm á, khi mà đi chở xe á, lúc mới quen á là bà không mắc cỡ, bà vịn vai mà. Em nói đi xe á, là phải vịn eo chứ không có vịn vai. Đó là 2-3 điều vậy đó, em cũng 2-3 điều đó, nhưng mà cái nặng nhất là cái chỗ thả bom đó đó. Tội ha. Dạ. Dần rồi là cái việc thả bom đó mới bắt đầu nó càng ngày càng khủng khiếp hơn nó. Ngày nào mà tần suất dạ. Nó dày hơn hả? Nó dày hơn và nó bạn thả bom xong bạn bụm vô tay bạn để vô mũi mình. Ôi giời. Quá lầy. À, mũi lầy quá. Bom này hả còn nặng hơn là bom sinh học. Dạ. Sao mà cưới nhau còn khủng khiếp hơn nữa. Bây giờ sao? Bây giờ thì bạn cái level mà thả bom của bạn là lên cực điểm rồi. Em cũng đang mong muốn để lên chương trình này, mục đích là để cho bạn giảm lại giùm em để em nhờ nè. Nghĩa là hai vợ chồng đang là giỡn với nhau á, âu yếm bà rờ rẫm bà sờ sẫm mò mẫm, mình đang phê vô cái thế á, cái bắt đầu hai cái chân bả kẹp hai cái tay mình à. Rồi hai cái tay bả vịn hai cái chân mình. Không. Là cái gì nó ngay cái mặt mình là anh biết rồi đó. Đó. Em nói anh là em không đỡ được luôn. Đó là nhỏ. Em chỉ biết em nằm em cam chịu rồi đó chứ. Trời ơi, em nhỏ coi như lớn không nổi. Em ơi. Đó là em không có cái mền hay cái gì để em chịu đựng được luôn, nó cứ ngắt rồi. Anh biết cái cảm giác mà lúc đó mà nó đang phê phê mà nó đang lân á, làm cái bụm một cái nó bao nhiêu cảm xúc của em là nó tuôn. Trong những cái điều mà em yêu đó chính là mùi mũi đó. Hai em là quen nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Chính thức là tỏ tình là 2012, cuối 2017 tụi em mới cưới. Vậy là cái đêm động phòng không có gì gọi là đêm tầng thú vị và đặc biệt không? Dạ đêm động phòng á anh, em kể đi. Cái nhà thì nói chung là nó cũng khổ cho tụi em, có nghĩa là một phòng kế bên là phòng của đứa em trai. Ngay cái đầu giường của em á thì là mẹ ngủ ngoài, mẹ không có ngủ phòng. Cái giường thì nó quay sát vô cái tường. Thì cái đêm đó là xong rồi thôi cũng gắng quất một cái. Mà ta nói hả, cái giường nó kêu kẹt kẹt kẹt, không có làm được cái gì hết trơn anh ơi. Không có đi sâu đi xa mà đi tới nơi tới chốn được á. Vậy mà cái giường nó chống vô cái tường nữa đúng không? Rồi mẹ ngủ ngay đó nữa, sợ mẹ ngủ không được. Dạ. Cho nên là thôi. Coi như là giữa đường gãy gánh á. Mình thì mình không có xỉn, mình đang chuẩn bị tâm lý rất là sẵn sàng cho cái đêm tân hôn. Còn cái chị này chỉ xỉn là mình cứ khiều miết hả? Mà khiều dữ lắm luôn á mới bắt đầu được. Mà bắt đầu thì cái giường của đầu nó dở chứng. Nó cứ có cái két, khó chịu, dễ sợ. Rồi bữa đó bà có thả bom không?
Dạ không, bữa đó thì được cái là họ không có thả bom. Trời, bữa đó thả bom nó chắc chết em luôn. Em nở, nãy vợ em ở chỗ là cái là khi mà cưới rồi á, là mẹ là thả bom nha, nhưng mà mẹ con thả bom là cái khiều mẹ em luôn á, là một cái bụng rồi chạy. Ờ, nó chạy rồi luôn mẹ, rồi chạy bỏ chạy luôn á. Dạ không, em chạy. Trời ơi, mẹ chồng chắc thương mèo mũi lắm đúng không? Dạ mẹ em thì thương, thương vợ em lắm, như con gái trong nhà vậy đó. Dạ khoan, à, anh chị mới nghe có một phía à, sao không nghe em nói nè. Chồng em cũng có thua em. Ờ à, nó thế lúc em đó. Rồi nhân đây mình nói luôn tật xấu đi rồi, vạch mặt luôn rồi, vạch mặt luôn đó. Nãy giờ kể có mình em à. Ảnh muốn thả bom em là ảnh thả bom có câu chuyện. Ví dụ như là đang đi chơi với một nhóm và ảnh làm cái mặt rất là nghiêm trọng, quan tâm tới em. Em tới đây lẹ đi, để mọi người đi hết rồi em chạy theo, chạy tới tân tới bụm xong chạy đi, tức là cho em một quả xong rồi bắt đầu ảnh chạy đi. Trời ơi, bất công. Nên là cuộc đời em không bao giờ bị ung thư. Tại vì là không bao giờ bị ung thư với đột quỵ. Tại vì cái theo khoa học người ta nói là cái mùi thả bơm mà khi ai mà hửi nhiều là chống đột quỵ. Cho nên là đó là lý do tại sao mà công ty em là không bao giờ bị đột quỵ. Trời. Từ sếp cho tới là mấy bạn đồng nghiệp là đều bị em thả. Tôi nghĩ rằng là em nên viết sách đi. Viết sách. Đó, bạn này vẫn gọi là rất là tự tin chuyện đó. Thật xấu thì em chỉ thấy chỉ có hai cái thôi, là một rất là bề bộn và hai nữa là quên tắt đèn xi nhan. Còn ngoài ra thì chồng em là rất là tuyệt vời. Ngoài ra không có cái gì để... Khen em tuyệt vời để em đừng có dạch cái tật xấu của cô ấy ra thôi. Thật ra là em chuẩn bị rồi chứ em biết tật xấu của vợ em á. Một cái bị một cái là cái bệnh nghề nghiệp. Cứ đi đâu cũng thấy vi trùng, đi đâu cũng thấy vi khuẩn. Sạch sẽ. Dạ sạch sẽ mà kiểu quá đáng anh. Đó vậy giờ mong muốn thay đổi gì? Em mong muốn vợ em thay đổi gì? Dạ em thì mong muốn vợ em cái là bớt cái bệnh nghề nghiệp lại xíu, thoáng thoáng ra ít thả bom hạn chế thả bom. Thả bom lại tí đó. Dạ. Có hai cái mong muốn đó, giờ tới em mũi. Em thì mong muốn anh ấy là bớt thức khuya, bớt trôn vợ lại, nhớ tắt đèn xi nhan gọn gàng lại xíu. Tỷ lệ là 4-4-2 đó. Đến đây là cũng em cũng nghe tiếng anh Quốc Thuận cũng lâu rồi. Cho nên là em cũng muốn được anh Quốc Thuận chúc thiệt tiếng á. Dạ. Có khi nào mà em thành ông mụ luôn không trời. Dạ. Hôm nay chị các em đến chương trình Vợ Chồng Son thấy không? Dạ. Chúc cho hai vợ chồng em lúc nào cũng vui tươi hòa nhã như thế này. Dạ. Và năm 2019 sẽ có một thiên thần hoặc một cặp luôn xuất hiện trong gia đình của hai vợ chồng. Trời ơi. Dạ. Lúc đầu nhìn thấy cao cao và mặc cái váy jean nó dài dài mà nó quê quê ngộ ngộ thôi chứ cũng chưa có thích. Mà đã khoảng 3-4 năm yêu nhau rồi thì vợ mới hỏi một câu thì em mới có suy nghĩ là tại sao lại hỏi một câu ngốc như vậy. Rồi anh đã... trả lời sai. Anh nói là đối với anh là em lúc nào cũng đẹp. Mà em đâu có biết đâu, ủa sao chồng tiêu tiền gì mà nhanh hết quá. Em mới bỏ vô 1 triệu mà sao giờ còn có 200. Nhét cái chồng mà để em thấy hết em bỏ vô nữa. Ghê lắm. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Dạ, dạ. Chào anh chị. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Bùi Minh Viên, năm nay 30 tuổi. Hiện đang làm quản lý sản xuất cho một công ty Nhật ở Đồng Nai. Còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và em chào quý vị khán giả. Em tên là Bùi Thị Thu Hà, năm nay em 29 tuổi. Hiện em là thông dịch và kiêm tổng dụ cho công ty về chuyên về nhựa lưu trữ của Nhật Bản. Dạ, em cũng đang sống ở Đồng Nai. Trời, vậy là em nói tiếng Nhật giỏi lắm phải không? Phiên dịch tiếng Nhật mà đúng không? Dạ, hôm nay có sếp người Nhật của em cũng có tới để cổ vũ ạ. Đâu? Dạ, sếp của em đó. Hey, cô đi. Hai, konnichiwa. Hai em quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em quen nhau năm 2009. Thì lúc đó là hai đứa là đang sinh viên và đi làm thêm ở trong một cái nhà hàng ở Gò Vấp. Là em đi làm trước, vợ em mới đi vô làm sau. Thì quen nhau tại cái nhà hàng đó. Khi mà em gặp là em có thấy thích vợ em liền không? Thì em vô trước, em làm trước xong vợ em vô làm sau khoảng 1 tháng. Thì lúc đầu mới nhìn thì em cũng chưa có thích. Lúc đầu nhìn thấy cao cao và
mặc cái váy jean nó dài dài mà nó quê quê ngộ ngộ thôi chứ cũng chưa có thích. Quê quê. Còn em gặp anh này em có ấn tượng gì không? Dạ, lúc đầu thì em mới vô cho nên em rất là nhát. Em có chị hướng dẫn cho em đi lên phía trên thì em thấy cái anh này đứng coi, đang coi đá bóng. Thì cái tướng của ảnh cũng rất là thể thao, cũng cao to. Em kêu, nhìn ông này cũng cao to ha. Vậy thôi, vì thôi chứ em cũng chưa có ấn tượng gì ạ. Rồi giờ làm sao mà đến được với nhau? Dạ, là lúc đó thì làm ở cái nhà hàng đó thì lúc đầu mình phải vô sớm, mình chuẩn bị tất cả mọi thứ về bàn, ghế, chén, đĩa. Xong thời gian rảnh rỗi thì có một hôm á là vợ em nói là vợ biết coi bói. Và lấy cái tay em ra coi thử. Nói sao? Thì vợ coi mới nói là... Vậy em làm vậy. Xong em mới đưa tay vợ coi. Em làm vậy, em kêu, ô, anh ơi, anh sắp có người yêu rồi. Mà cái người này á, anh yêu suốt đời luôn á. Nhưng em chỉ nói nó xấu xạo thôi. Anh nói em không có biết coi bói đâu. Thì bây giờ anh mới biết. Ồ vậy đó. Dạ. Rồi lúc đó em sao? Lúc đó em suy nghĩ là cổ nói là theo cái cách cổ biết coi bói là sẽ có một người nào đó. Chứ không, em không có nghĩ là cổ nói cổ. Vậy hả? Dạ. Mà lúc em chưa có người yêu hả? Vậy là chưa. Còn em, mục đích của em? Dạ, lúc đó em chỉ nói giỡn. Tại vì em tính em rất là... Em hòa đồng, em thích nói chuyện với mọi người. Em chỉ nói thôi chứ em không có mục đích gì hết. À, tức là lúc đó em cũng không hề là giống như dạ, là đúng rồi. Mê đẩy trăng để mà nói là chính là mình đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Sau đó thì hai vợ chồng em làm sao mà đến được với nhau? Dạ thì khoảng thời gian làm trong nhà hàng á, thì hai đứa thường hay làm cùng với nhau trên một khu vực á, là cứ giúp đỡ qua lại. Sau một thời gian cũng xin số điện thoại và cũng có nhắn tin qua lại. Thì lúc đó mới cảm thấy thích. Các em đều làm cho công ty của Nhật. Dạ. Vậy thì các em chắc chắn là phải học tiếng Nhật. Rồi chưa kể là có cơ hội đi qua bên Nhật nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Em học chuyên ngành tiếng Nhật. Rồi em mới đăng ký chương trình đi thực tập sinh ở bên Nhật. Em sắp có visa để đi rồi. Thì bạn chồng em á, lúc đó mới tốt nghiệp đại học. Xong anh cũng bắt chước đăng ký đi theo em luôn. Dạ, nhưng mà lúc đó thì em có visa rồi. Nhưng mà em bị trở ngại, em bị sức khỏe. Cái em không đi được. Xong em phải đợi một năm sau em mới làm hồ sơ lại. Thì chồng em lại đi trước em 9 tháng. Tại vì khi em học là em học một cái chuyên ngành khác, em học bên thể dục thể thao. Thì em nghĩ là khi mà đi hai đứa ở một cái khoảng cách xa như vậy, mà khoảng 3-4 năm như vậy, thì nó tình cảm sợ nó có vấn đề gì về yêu xa. Nên em cũng sau khi ra trường thì em thấy vợ có kế hoạch đi Nhật, thì em cũng chuyển hướng là học tiếng Nhật đi luôn, không ngờ là đi trước. Yeah. Em đi qua sau 9 tháng đúng không? Dạ. Tại đúng vì rồi. Cái lần đầu tiên mà em chạm mặt chồng em ở đất Nhật đó, đó là có kỷ niệm vui gì không? Mà em sẽ đi xuống, từ chỗ em đi xuống thăm vợ. Thì chỗ em đi xuống là đi bằng tàu thì rất là xa, đi khoảng 8 tiếng đồng hồ. Thì từ sáng em đi mà tới khoảng 3-4 giờ chiều mới tới. Thì lúc em đi tới nhà vợ thì nhà vợ cách ga tàu khoảng 15-20 phút đi xe đạp. Xong em đứng em đợi, do em mới thấy vợ đạp xe đạp từ ở phía xa đi tới, đeo khẩu trang kín lắm. Xong em mới hỏi là ủa sao bữa nay đeo khẩu trang kín mà nhìn ốm mà tóc ngắn vậy. Tại vì mặt vợ lúc đó bị nổi mụn á. Xong với vợ mới hỏi em một câu là lúc bây giờ hiện tại em bị mụn, bị xấu như này thì anh còn yêu em nữa không? Đó thì lúc đó lần đầu tiên gặp mặt mà đã khoảng 3-4 năm yêu nhau rồi. Thì vợ mới hỏi một câu thì em mới có suy nghĩ là tại sao lại hỏi một câu ngốc như vậy. Và anh đã... trả lời sai. Anh nói là đối với anh là em lúc nào cũng đẹp. Vô cái vụ đại hội giặt mặt đi cho nó đúng vui rồi. Đó, chúng ta đúng nên không? Đi xoáy sâu vào vào cái đại cái hội giặt mặt. Cái vấn đề mà phải nói là nóng hổi của chương trình. Đó là giặt mặt nhau đó. Đó, bây giờ cho mình chờ trước đó. Dạ. Anh ấy nè, có tật xấu gì không? Dạ, chồng em có tật xấu là ngủ rất là nhiều. Hai đứa lúc mà hai đứa hẹn hò đi coi phim. Mà phim là em nhớ là bộ phim là phim hài. Đang coi hai vợ chồng cười quá trời ấy. Em cười quá trời, em nhìn qua thấy ông ngủ mất tiêu. Ngủ miếng tới 5 phút cuối là thức dậy. Lý do gì em ngủ? Có phải là em mệt mỏi em ngủ hay là em không thích đi coi phim hài? Cái này em cũng rất thích phim hài, nhưng mà lúc coi thì tự nhiên nó cái gì đó em cũng không biết được, là nằm là thấy mệt mệt là ngủ thiếp đi. Rồi khoái ngủ rồi gì nữa? Dạ, với làm biếng nữa. Giống như là chồng em á là thích ăn rau lang, rau muống, nhưng mà không có thích nhặt rau. Cho nên á mỗi lần á, vợ giờ đừng có mua rau lang, rau muống nha. Hỏi anh không thích ăn đâu.
Nhưng mà em mua về em làm sạch sẽ, em nấu ăn có thể ăn hết trơn à. Mà bữa nào mà chồng ơi phụ em, anh không thích ăn đâu, em bỏ lại đi mai ăn. Ngủ nhiều mà làm biến. Có làm biến vụ kia không? Không, ở không có làm biến đâu. Rồi còn đặc xấu gì nữa không? Dạ vợ em thì nói chung là em cũng có một số vỡ mộng. Là trước khi yêu thì không có cằn nhằn la ó hay là dạng như cứ càm ràm tối ngày. Mà khi mà về cưới nhau về rồi ở chung rồi có cái vấn đề gì là cứ bả cứ có một vấn đề rồi mà cứ nhai đi nhai lại suốt là em tua lại. Dạ cứ tua đi tua lại. Dạ với có một cái tật xấu của ổng rồi em quên kể. Đó là ổng giếm tiền. Có một lần á chồng em xếp tiền thiệt là nhỏ mỏng mỏng nha, chồng nhét vô cái kẻ mà chứng minh nhân dân hay là bằng lái đó. Trời ơi, ông nhét là chồng á. Mà em đâu có biết đâu. Ủa sao chồng tiêu tiền gì mà nhanh hết quá. Em mới bỏ vô 1 triệu mà sao giờ còn có 200. Nhét là chồng á, để em thấy hết em bỏ vô nữa. Ghê lắm. Vợ em mình nói em có tật xấu là giếm tiền. Vậy thì chắc cái nhà nguồn kinh tế chính là cô ấy dựng đúng không? Dạ đúng rồi anh. Là mỗi cái tới cái tháng mà tới ngày lãnh lương á, là khi mà có tin nhắn ngân hàng tới là phải chụp hình. Chụp hình là bao nhiêu bắt đầu gửi qua. Cứ ảnh là lãnh lương là ngày 15, còn em là ngày 10. Ngày 15 là từ sáng biết cái chùa em có nhắn tin hỏi có chưa anh, có chưa anh. Cái có nhiều lúc tới 5 giờ 10 mà còn chưa gửi tin tiền về nữa. Cái em cứ gọi em hỏi hoài vậy đó. Cái ảnh tới 5 giờ rưỡi anh mới gửi tin nhắn cho em. Hai em đều làm cho công ty người Nhật. Và các em có biết cái chương trình Vợ Chồng Son là một chương trình nổi tiếng ở bên Nhật không? Dạ, em á là em lúc ở bên Nhật á là em rảnh là em cày hoài vậy đó. Cày chương trình của Nhật hay của Việt Nam? Dạ, cả hai cái luôn. Em coi dạng như ở Nhật gọi là Shinkansen Yasai. Em rảnh là em ngồi em coi miết, ngồi cười một mình hoài à. Ở trong chương trình này ai là người đăng ký tham gia? Dạ em. Dạ em. Ông xã có đồng ý liền không hay phải thuyết phục? Ôi trời ơi, đó là một khoảng thời gian dài luôn chị. Em cứ ngồi em thủ thỉ hoài, em cứ khiều hoài. Em kêu chứ chồng ơi đăng ký đi cho một lần vợ lên tivi đi, coi như là một món quà thiệt là lớn chồng tặng em đi. Cái xong hay sao á, thời gian cái cậu mới chịu đi với em ạ. Sau khi tìm hiểu thì em cũng thấy nó cũng những cái khung giờ là nó cũng không ảnh hưởng gì tới công việc bao nhiêu. Với lại em cũng suy nghĩ là tới thời điểm hiện tại thì vợ mình đã chịu rất nhiều cái buồn đau rồi, cùng mình đi bao nhiêu lâu rồi, em cũng dành một cái món quà này dạng như là một cái kỷ niệm để mà sau này có già đi thì mình cũng nhìn lại coi như là đó là cái kỷ niệm mà hai đứa. Cảm ơn hai em. Rồi, cho. Rồi vậy bây giờ em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Em cũng có mong muốn vợ bớt cằn nhằn lại. Có một vấn đề chỉ nói một lần hai lần là mình hiểu, mình tự thay đổi rồi, đừng có nhai là nhiều lúc cũng nhức đầu. Còn vợ sao? Dạ em nói chung chồng em rất là tuyệt vời, làm biến nhưng mà rất là phụ vợ. Ví dụ như em thì nấu ăn thì chồng rửa chén, rồi chồng phụ em lau nhà. Nói chung việc nhà anh vẫn rất là làm giúp em rất là nhiều. Điều mà em mong muốn anh thay đổi là chỉ có đừng có giận lãi em nhiều. Tại vì em sao em hay khóc, em hay buồn, em nhõng nhẽo ảnh nữa. Ngày nào sáng giờ mở mắt ra là chồng em có đẹp không, chồng em có đẹp không, em có già không hay gì, ngày nào em cũng hỏi anh. Rồi hôm nay thì có mong muốn có em bé không? Dạ có. Ok, hôm nay thì cảm ơn các em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Anh chúc cho hai em sẽ đạt được tất cả những mục tiêu trong cuộc sống, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc nha. Và đặc biệt là trong năm sau sẽ có một thiên thần là một bé gái xuất hiện trong gia đình của mình. Dạ em cảm ơn anh chị ạ.